Và sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam thưa quý vị. Một nữ thầy bói ở Hải Dương phải lãnh hơn 7 năm tù bởi vì nhận đến hàng ngàn mỹ kim để giải hạn. Bị cáo tên là Trương Thị Hương, vốn là thầy bói được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh là cô đồng bổ Câu, bị tòa án thị xã Kinh Môn của tỉnh Hải Dương kết án 7 năm 3 tháng tù với các buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước lúc bị bắt, bà này xuất hiện nhiều lần ở trên TikTok để xem bói và thường nói câu đúng nhận sai cãi Câu này sau đó trở thành trào lưu trên mạng xã hội của giới trẻ Việt Nam. Báo Thanh niên vào hôm 12 tháng 9 dẫn cáo trạng cho hay nhiều nạn nhân của bà Hương phải trả hàng ngàn mỹ kim cho bà này để được làm lễ giải hạn tránh tam tai. Một trong các nạn nhân là một người đàn ông 34 tuổi ở cùng địa phương đã bị bị cáo dọa nạt là nếu không chi tiền làm lễ giải hạn thì người cha của ông này sẽ gặp hạn, tiền của làm ra mất hết. Tin lời nữ thầy bói, vợ chồng của ông đã chuyển khoản cho bà này tổng cộng là 62.5 triệu đồng, tương đương với khoảng 2.541 Mỹ Kim. Số tiền này được bị cáo Hương chia xài cá nhân. Các nạn nhân khác của bà cũng bị bà này lừa đảo với các chiêu hù dọa, như là không làm lễ giải hạn thì giữa năm tới sẽ có người nhà chết, làm lễ cúng để cứu con trai bị ung thư giai đoạn cuối, giải hạn để tránh nguy cơ gia đình vỡ nợ, vợ chồng ly hôn, vân vân do bị cáo Trương Thị Hương nhận tiền làm lễ giải hạn qua tài khoản ngân hàng, nhà băng MB đã cung cấp cho cơ quan điều tra chi tiết những giao dịch có nội dung gửi tiền làm lễ để khép tội cho bà này. Tòa án tại Việt Nam bác bỏ đơn của khách hàng kiện nhà phân phối xe Porsche tại Việt Nam. Theo đơn khởi kiện thì nguyên đơn là chủ sở hữu của một chiếc xe Porsche Magen. Cuối năm 2022, ông Phạm Anh Tấn đã mang chiếc xe này đến trung tâm Porsche Sài Gòn để sửa chữa, để sơn và thay thế cái bửng phía trước. Ngày 16 tháng 12 năm 2022, Nguyên Đơn đã đến công ty xe Porsche Sài Gòn nhận lại xe nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Đến ngày 21 tháng 12 thì chủ nhân của chiếc xe này mới sử dụng xe, nhưng khi đi được chỉ khoảng một cây số thì chiếc xe báo lỗi, hộp số thì bị chảy dầu, không chạy được và xuất hiện nhiều lỗi khác. Nhưng lỗi này đã được nguyên đơn thông báo cho phía bị đơn. Sau đó, ông Phạm Anh Tấn đã mang xe đến trung tâm Porsche Sài Gòn để kiểm tra. Ngày 5 tháng 1 năm 2023, trung tâm Porsche Sài Gòn thông báo rằng chiếc xe này bị chảy dầu hộp số, bị hư van điều khiển và cần phải thay hộp số mới với giá hơn 595 triệu đồng Việt Nam. Chủ nhân của chiếc xe này cho rằng trong khi làm việc với trung tâm Porsche Sài Gòn thì ông đã quay lại đoạn phim từ màn hình camera tại khu vực sửa xe. Ông cho rằng hãng xe Porsche Sài Gòn đã tự ý tác động tới máy móc bên trong khiến chiếc xe của ông khi chưa có sự đồng ý của chủ xe dẫn đến việc chiếc xe bị hư hỏng. Sau thời gian dài thỏa thuận không thành công, thì ông Phạm Anh Tấn đã khởi kiện yêu cầu trung tâm Porsche Sài Gòn thừa bồi thường với số tiền là hơn 1 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 50.000 Mỹ Kim, bao gồm các chi phí thay hộp số mới và nhiều chi phí khác có liên quan. Sau một ngày xét xử sơ thẩm, ngày 12 tháng 9 vừa qua, Tòa án quận 7 tuyên án vụ tranh chấp hợp đồng dịch vụ này giữa nguyên đơn là ông Phạm Anh Tấn và bị đơn là công ty xe hơi thể thao uy tín là nhà phân phối của xe Porsche tại Việt Nam. Theo đó, hội đồng xét xử sơ thẩm không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông Phạm Anh Tấn mà chỉ chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của xe Porsche Sài Gòn buộc nguyên đơn thanh toán chi phí lưu xe với tổng số tiền là 91 triệu đồng Việt Nam. Hội đồng xét xử nhận định rằng nguyên đơn cho là bị đơn đã tự ý tháo hộp số khi không có sự đồng ý của nguyên đơn là việc suy đoán vô căn cứ, đồng thời không có chứng cứ nào chứng minh bị đơn làm hư hỏng hộp số của chiếc xe, cho nên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là ông Phạm Anh Tấn. 300 gốc sâm Ngọc Linh bị đánh cắp chỉ trong một đêm. Gia đình bị trộm sâm là ông Adok, 39 tuổi ở xã Măng Ji Ông A Đốc trồng và chăm sóc một vườn sâm Ngọc Linh dưới tán rừng ở thôn Long Hy. Tại khu vườn này, ông dựng tròi ở lại để canh gác và bảo vệ sâm. Tối mùng 10 tháng 9, ông rời vườn sâm về nhà để giải quyết công việc. Khi ông quay trở lại vườn sâm thì bàng hoàng phát hiện ra có hơn 300 gốc sông Ngọc Linh từ 3 đến 7 năm tuổi đã bị kẻ gian nhổ sạch sẽ. Lần theo dấu vết, ông nhặt lại được 3 gốc sâm bị kẻ trộm đánh rơi khi tàu thoát. Ngay sau đó, ông đến công an xã Măng Di trình báo về công việc. Nhận được tin báo, cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc. Tôi vay ngân hàng 100 triệu đồng để đầu tư vào vườn sâm. Sau 7 năm cây sâm cũng đã lớn, gia đình chưa bán ra một củ sâm nào nên số tiền vay ngân hàng vẫn chưa thể trả được. Bây giờ sâm bị trộm mất không biết lấy gì nuôi con, lấy gì trả nợ cho ngân hàng, ông Đốc cho biết. Thời gian qua ở địa phương này đã xảy ra nhiều vụ trộm sâm ngọc linh gây ra thiệt hại lớn cho người dân. Trước tình trạng này, chính quyền cho biết họ tăng cường điều tra và truy vết các vụ trộm cắp cây sâm Ngọc Linh, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được dứt điểm. Vâng, tiếp theo phần tin Việt Nam. Nhiều công ty của Việt Nam và của ngoại quốc bị thiệt hại sau cơn bão lớn Yagi. Nhiều công ty của Việt Nam và các công ty của ngoại quốc phải gián đoạn sản xuất nhiều tuần lễ sau khi bị cơn bão Yagi tàn phá. Theo nhật báo VN Express trong nước vào ngày 12 tháng 9 đưa tin, Tập đoàn Masan chuyên kinh doanh đa ngành, có trụ sở ở hàng chục thành phố và các tỉnh ở miền Bắc của Việt Nam, đã phải chịu những thiệt hại nặng nề sau khi cơn bão Jagi đổ ập vào Việt Nam. Theo thống kê sơ bộ của công ty Masan thì cho tới nay, có gần 700 cơ sở của công ty này tại phía Bắc gồm có các hệ thống siêu thị, các cửa tiệm Winmart bị hư hại nặng, gần như hàng hóa bị ngập nước, các tủ lạnh và hệ thống máy điện toán thì bị mất điện do phải ngâm nước với lĩnh vực nông nghiệp thì bốn nông trại của Win Eco của Masan tại các tỉnh như là Hà Nam, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Hải Phòng gần như bị mất trắng khi bị cơn bão Jagi tàn phá hoàn toàn. Chưa hết, nhà máy thịt Midlife tại tỉnh Hà Nam và trại nuôi gà Bắc Giang hiện nay cũng bị cô lập và phải ngưng sản xuất. Ngoài những công ty ở trong nước thì các nhà máy sản xuất của nhiều công ty nước ngoài chuyên làm hàng xuất cảng đi Mỹ, đi châu Âu phải đóng cửa tại các khu vực công nghiệp ở Việt Nam, trong đó có LG Electronics, Jinko Solar, Apple và Samsung đều bị trì hoãn do cơn bão Jagy làm sập nhà xưởng cũng như nhà kho, làm mất điện và có thể phải đối mặt với lũ lụt cùng với việc phải xây dựng lại sau cơn bão. Hiện nay, trong lúc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tức là EVN đang cố gắng khôi phục hàng chục đường dây điện bị hư hỏng, thì tình trạng cúp điện vẫn đang làm tê liệt một số khu vực ở miền Bắc của Việt Nam. Cơ quan Quản lý An toàn xe hơi Hoa Kỳ mở cuộc điều tra về một số xe VinFast. Cơ quan Quản lý An toàn giao thông xa lộ quốc gia Hoa Kỳ tức là NHTSC đã mở cuộc điều tra sơ bộ đối với một số xe điện của VinFast do Việt Nam sản xuất. Theo thông báo đưa ra vào ngày hôm qua, sau khi có báo cáo rằng hệ thống hỗ trợ giữ làn đường không hoạt động đúng, cuộc điều tra đối với khoảng 3.118 chiếc xe VinFast diễn ra sau khi có cáo buộc được ghi ở trong 14 bản trình báo của những người lái các mẫu xe VinFast đời 2023 và 2024. Đó là hệ thống gặp khó khăn trong tìm làn đường ở trên đường đưa vào thông tin không đúng để điều khiển vô lăng và người lái xe khó có thể giành được quyền điều khiển Cơ quan quản lý an toàn giao thông xa lộ quốc gia cho biết trong một tuyên bố như vậy. Theo văn phòng điều tra khiếm khuyết của cơ quan này, cuộc đánh giá sơ bộ sẽ ước lượng về phạm vi, tần suất và mức độ nghiêm trọng của vấn đề và tìm cách xác định xem có khiếm khuyết an toàn nào trong các xe được báo cáo hay không. Vinfast vốn bắt đầu bán xe ở tại Mỹ vào năm ngoái, nói rằng họ đã biết về cuộc điều tra này. Vinfast sẽ hợp tác toàn diện với cơ quan an toàn quản lý giao thông xa lộ trong suốt quá trình này. Nói rằng chúng tôi rất nghiêm túc đối với mọi vấn đề lo ngại, an toàn và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình. Một tuyên bố của VinFast nói và thể hiện sự tin tưởng của công ty vào các chuẩn mực an toàn của mình. Trước đó cơ quan này đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn vào ngày 24 tháng 4 liên quan đến mẫu xe điện VFA của VinFast ở Pleasanton của California, khiến cho 4 người tử vong. Một khiếu nại được nộp lên cơ quan này vào ngày 29 tháng 4 cho biết hệ thống lái có thể là nguyên nhân trong tai nạn khiến cho một cặp vợ chồng cùng với hai đứa con 13 và 9 tuổi của họ bị thiệt mạng.